một giờ rồi nhưng bà con vẫn còn tới nha. Thì chút xíu nữa làm sẽ quay tiếp nữa. Bây giờ Lan đang bận rộn mà, cái này là cái phiên tới chiều thì Lan sẽ thông báo cho con biết rồi tổng cộng người ta cho bao nhiêu tiền. Chút xíu nữa đếm tiền rồi tổng cộng cho bà con. Ở tiếp 6 cho 200 nãy mà đưa rồi. 100 vậy ha. Ừ, 100 ha. Bạn cho 100 là 200 rồi, cái này phần em 300 rồi. Rồi, giờ cô ba đang đi xem kiểm. Qua. Phần đếm đó đi, giờ mình cộng trong máy ở đây đi ha. Bây giờ lấy ra 50, sắp theo 50, 20, đó, sắp theo 20. Tôi cộng ở đây nha. Đừng cộng đấy. Khỏi cộng đó anh, ở đây đi. Mình đi vậy thôi anh. Bây giờ cái nào ra cái đó nè. Cộng cái này đi. Tiền nào ra tiền đó nè. Ở đó 20 với 50 ra vậy đó. Bây giờ anh coi cái nào ra cái đó nè. Đó 20, 50 mình đếm riêng ra phân biệt ra đi. Đặng cho mình chờ dễ kiểm vậy thôi. Ai cắt dùm cái quạt đi. Bãi tiền. Tắt dùng cái quạt á cha Trang, bãi tiền Trang ơi. Linh. Ngọc Linh tắt dùm cô Lan cây quạt cái bãi tiền. Tiền bãi tiền. Bãi tiền. Ủa nãy đâu có gì đẹp vậy? Quê à? Ở bên cộng đồng ta. Ở bên cộng đồng đặng hả? Ủa nãy ông xin giùm em. Mẹ cho em nè. Thank you very nhiều. Trời đẹp không? Wow, kỷ niệm 50 năm. Hello. Ồ đẹp quá. Anh ơi, tôi đang bận nha. Anh ơi, tôi đang bận. Cấp. Bỏ tôi. Ủa cái cây nãy ai mới cho em cà rem đâu? Ở đây. Cà rem đây. Còn bên đây nữa là chú Thọ đang khui thùng. Không có quay mặt chú đẹp trai đó chưa quay. Cái này cuốn rồi mà chưa cắt được. Thấy không có bao nhiêu nha, nhưng mà con kể đi có nhiêu được nhiêu. Không sao đâu, từ này con mà có chút số 40 triệu con làm chuyện lớn hơn nữa. Con này đây. Ôi, cũng có 150 cái đó. Thấy gì á? Ồ, trời. Ờ, đó thấy chưa? Gửi ra. Có chừng đứt tay nha chú Thọ. Cái này mới mộng. Cái này nhiều lắm nè. Rồi vẽ thím hai. Đây. Đây 20 của thím hai nè, mà này mới cho nữa đây. Vô. Sao để coi bên đây coi sao. Bên đây này. À, cũng được chứ. Đây cũng được hả? Bà cắt để bên đi chú, bà cắt để ra đây luôn đi. Rồi ai? Ai gửi cúng dường 300? Son hả? Son cúng dường 300. Đâu? Son cúng dường. Đấy, giấy thun. Ghi son vô đi cô ba, ghi son vô 300. Đó ở dưới đó đó, son 300. Son với nam. Son nam. Cái này mình đếm 10 tấm. Em có rồi. Dạ con, em nghĩ anh điếm 50 tấm á hả? 50 tấm thì 2.500. Ờ chứ 10 cũng được, anh chở đầu cũng được nữa. Điếm 1.000 thì dễ hơn. 1.000, 20 tấm đi anh điểm. 20 tấm đi, 20 tấm thì anh nó dễ hơn. 20 tấm thì nó dễ hơn. Đây bạc cát. Coi có tấm nào đẹp không? Cái thùng này chắc lâu lắm, bụi không rồi chú Thọ. Bây giờ anh đếm 1.000 đi nhé. 1.000 buộc vô. 1.000 buộc vô đúng rồi. Chị Thủy đếm giấy 100 đi chị Thủy. Chị Thủy đếm 100 đi. Này. Không, quay nói chuyện. Bây giờ đang tổng kết tiền coi được bao nhiêu nha. Bây giờ đang đếm. Rồi, đây mấy chị đang đếm với mấy chú đang đếm đây. 1.000 nha anh. Để người cho mình dễ đếm rồi cái cộng. Nhưng mà nhờ một người kiểm lại là được. Dạ. Sao cháu? Mà đứng đó làm gì mà lại mà kiểm lại cái anh để ấy mày buộc dây thun lại. Kìa đếm lại là buộc dây thun em. Đó. Rồi đây bé 8 cho 100 ghi vô cô Ba Thảo. Bé 8 cho 100 cô Ba ghi vô. Cô Ba ghi vô bé Thám cho 100.
Hồi xa nãy thì có ghi rồi, thêm 6 cho mà gửi cúng chùa 200. Cứ 1 ngàn là 1 ngàn nha. 1 ngàn là đúng 1 ngàn thôi. 20 miếng vậy đó cưng. Không chưa, cột dây thun lại. À, buộc dây thun lại là mình đã kiểm rồi. Buộc dây thun lại. Ờ chị húng hả? À, ai gửi cho 1 ngàn vậy? Ờ chị húng ơi, để em đòi tiền giùm cho, dụ gì đòi tiền hay lắm. Chị húng. Sao mà chị cô ba ghi 1 ngàn cho nó 500 để lại đòi chổi nè. Nói là cô ba nói chị gửi cho 1 ngàn, giờ tiền đâu? Tiền đâu hả? Tiền thứ hai. Thứ hai hả? Vậy thì thiếu triệu, vậy hồi công bố thứ hai đưa. Đi á, cái ngân hàng nó đóng cửa rồi. Dạ. Không kịp. Không mà bây giờ chơi kỳ lắm chú Thọ, nó dẹp ngân hàng nhiều lắm. Đi nó phải dẹp hết cô chứ bây giờ tôi xài trên máy không mà đâu có ai xài đi rút ngân hàng đâu luôn. Vậy là ghi một chút xíu cộng luôn 1 ngàn của chị Húng vô rồi, thứ hai chị Húng mới đưa. Nha cô ba. Chút nó đi cộng cái này nè, là để thêm vô 1 ngàn nha chị Thị. Rồi thứ hai mới đưa. Phải ghi rõ ràng để thôi không nhớ. Đó. Cái đó vàng đó chú Thọ. À vàng đó, cái này là vàng nè. Lụm đi. Vàng đi. Giờ này chị Phượng đang phân chia tài sản mà. Cái này nhiêu đây? À quên, này chưa đếm, này chưa đếm. Cái này đủ rồi, 1 ngàn nha. Rồi đếm tiếp. Rồi. Đâu được nhiêu cọc chị Thủy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ngàn. Rồi chị húng cho 1 ngàn nữa là thấy 11 rồi đó. Đó, 10 ngàn chứ cộng 1 ngàn chị húng nó 11. Anh đếm 100 đi anh. 18 đi, 100 đi, vậy đi. 18, 100 đi. Mình mới tụ lại thành 1 ngàn. Đó. Dạ dạ. Cứ dựng cho vô ngàn bó nó lại đi. Ngàn bó vậy thôi, giờ mình cộng nó lại sao tổng cộng cho được 1 ngàn đồng nữa đi. Cái này mấy tờ? 10 tờ chắc để cho nó đếm chị. Là 50 tờ, 50 tờ. Đó 1 ngàn đó, đây chị đếm lại 50 tờ là đúng 1 ngàn đó. Đây chị đếm lại phải 50 tờ không? Đếm lại 50 tờ là 1 ngàn. Đó đây để xích vô cho qua bên cho dễ hả? Ba trăm bảy à, đếm nó vô luôn đi coi được không? 378, 309, 400 đi, vậy đây 400 đi, 400 đó anh thủ, 400 đó anh điểm. Đó, cái đó 1 ngàn chị buộc lại để đây đi là 1 ngàn đồng, xóa đi chú. Xóa đi chú Hai, ông đang chơi bà cắt nè. Dạ. Rồi, 50 tờ nữa thấy không? Dạ, 50 tờ nữa đó, chị đếm đi. Còn mấy cái lẻ đây 700 mà có được tổng cộng nhiêu. Thường thường mình mua băng chết cho mấy cái kia là nó không có, nó miễn nó không có lấy tiền cái băng chết đó chú Thọ. Nó phòng phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Rồi. Là nhiêu chị Thủy? 700. 700 dưới đây.
15 đồng với 60 nữa là 60 với 15, 75 đồng. 75 đồng là 775 đồng, ghi vô 775 đồng. Là luôn cái này rồi. Tổng cộng cái lẻ này 775 đồng. Chị Thủy ghi đi, chị Thủy. Tiền lẻ, để chữ tiền lẻ 775 đồng. Rồi, rồi chị đếm cái này, khoan bây giờ chị đếm cái này lại. Đếm cái này là 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi bây giờ chị Hà mà ghi 12 ngàn. Chị ghi 12 ngàn đi. Bây giờ ghi 12 ngàn rồi để 1 ngàn của chị húng chưa đưa. Để vậy cho bà gành. Ừ. Rồi 12.775 đồng. Yes. Cộng với cộng chị húng 1 ngàn đồng. 1 ngàn đồng chị húng chưa đưa. Chưa đưa, húng chưa đưa. Còn mấy người chưa đưa nữa. Còn ai nữa? Còn là bên hội phụ nữ 300 rồi hội cao niên cái gì đó thêm 100 nữa là 400. Nhưng mà mấy cái người đó chưa có đưa vô tiền. Chị hứa thôi, chị hứa. Chưa. Để sao đi thì hứa, để sao đi. Cái này rồi. Rồi nè, 75 đồng nè, 75 rồi. Rồi. Không? Dạ đúng rồi đấy đó chị, đúng rồi đó. Là tổng cộng hiện tại là 13.775 đồng. Rồi đó, ok, đây hiện tại. Rồi đó. Cái này là cầm trong tay rồi, còn mấy người hứa thì chưa biết. Chưa biết. Rồi. Cách nào? À, thưa bà con cô bác thì tổng kết số tiền nãy giờ là được tại vì người ta trong tay là 13.775 đồng. Thì á có hình như là hai hội đoàn thể có hứa mà nhưng chưa có nhận được tiền. Chưa có nhận được tiền nha, cho nên có thể là thêm được 300 nữa. 3 hoặc 400 gì nữa, nếu mà được thì tụi này sẽ để vô luôn. Tổng cộng là 13.775 đồng. Tổng cộng hết. Dạ tổng cộng hết đó bác Mười, đây bác Mười hội trưởng hội tập giá hoàn hảo đây. Rồi thôi cảm ơn bà con ủng hộ nha. Thành thật cảm ơn. Tính luôn hết phải không? Dạ hết trơn luôn rồi, chỉ có còn hai cái hội đoàn đoàn thể nào hứa mà nhưng chưa có đưa. Chưa đưa tính đâu, tính luôn. À, có tin có con có nói rồi chừng nào tính mà. Tính chừng này hả? Chưa có đưa, chưa có tin. Chưa có tin. Khi nào người ta đã đưa thì mình gửi sau đi. Bây giờ người ta chỉ hứa thôi, chưa có đưa nghe bà con. Đó thôi, Lan xin kết thúc phim. Cảm ơn bà con bỏ thì giờ con video của Lan. Với Lan xin nhắc nhở, Lan chỉ có một kênh YouTube thôi nha bà con. Lan chỉ có một kênh YouTube là Lan của Challenge Vlog thôi. Không có kênh khác nha bà con, đừng có thôi kênh khác rồi bị người ta buôn bán đồ hay gì ta gạt tiền á. Thì mong bà con cẩn thận. Đủ thua thì phải cộng đồng đó. Dạ, dạ. Cộng đồng người ta đông rồi. Dạ. Đó số tiền đó. Đó, đây số tiền được 13.775 đồng. Đó, xong xuôi hết trơn rồi nha bà con, tổng cộng được 13.775 đồng. Số tiền đó sẽ gửi đến bệnh viện Children Hospital của Melbourne, The Royal Children Hospital. Hello Di. Hello Di, đây nè cháu Di nè. Thôi bye bye cả nhà nha.